chào mọi người cùng quý bà con nông dân thân mến. Hiện tại em đang có mặt tại vườn quýt của anh Thiện tại Lê Dung, Đồng Tháp. Thì được biết hiện tại trên vườn của anh đang bị cái tình trạng đó là nhện đỏ tấn công gây hại rất là nhiều. Thì như đây mọi người có thể thấy là đây, trên nhánh này là đang bị rất là nhiều nhện đỏ. Đây mọi người có thể thấy đây là những con nhện đỏ. Đây mọi người có thấy đây là con nhện đỏ, nó còn đang bò. Nó đã bò lên đây luôn mọi người. Thì hôm nay là phòng kỹ thuật của công ty phân bón của mình chúng em có đến để trình diễn cái dòng sản phẩm, đó là một gói sunfua kèm theo cái chai sạch nhện để phòng trừ cái con nhện đỏ gây hại trên cây cam quýt này. Sunfua kèm theo cái sản phẩm sạch nhện thì chúng ta cùng đến để kiểm tra cái kết quả và lắng nghe chia sẻ của anh Thiện về hiệu quả sau khi sử dụng sản phẩm này nhé. Dạ. Chào anh Thiện, thì được biết vừa qua là anh có sử dụng cái dòng sản phẩm Sunfua kèm theo cái sạch nhện đó để phòng trừ cái nhện đỏ trên vườn của mình đó. Thì hôm nay anh có thể chia sẻ với mọi người cùng bà con nông dân của mình được biết được không anh? Rồi, rồi, sẵn sàng. Thì mình hai sản phẩm này mình kết hợp lại là vừa sạch nhện và sunfua. Dạ. Và mình này là chai này thì mình xịt được 4 xô. Và anh xịt là 2 xô là anh pha cho nửa chai. Dạ. Và này là nửa ký lô pha cho 2 xô. Dạ. Anh kết hợp rồi anh phun. Phun thì anh thấy là phun sau trước sau phun rồi sau anh ra kiểm tra 2 tiếng sau anh ra kiểm tra là nhện con nó sẽ chết trước, còn những bự vẫn còn. Và sáng ngày sau anh ra làm kiểm tra lại là nó chết sập hoàn toàn, là nó vừa nhện bự nhện nhỏ nó không còn nữa. À, hôm nay là trở lại thăm cái là thấy vườn là nó chết sạch luôn phải không anh? Đúng, cây nó sạch. Chi tiết thắc mắc về kỹ thuật cũng như về sản phẩm, quý bà con có thể liên hệ trực tiếp về phòng kỹ thuật của công ty phân bón của mình. Xin chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào.